Chào mừng quý vị đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trước khi bắt đầu chương trình, mời quý vị theo dõi các nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Con tâm, lật thuyền, hai cha con đuối nước thương tâm. Khánh Hòa, hàng loạt ruộng muối chưa thể sản xuất do ngập nước mưa. Thanh Hóa, khởi tố đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ đồ ăn bán qua mạng. Thưa quý vị, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2017 đã kết thúc trong thành công và tốt đẹp. Năm nay, thí sinh được thi tại địa phương, gần với nơi học tập và cư trú, đã tạo sự thuận lợi rất lớn về tâm lý và sức khỏe cho các em. Hơn thế nữa thì phụ huynh cũng không còn cảnh vất vả đưa đón, đợi chờ như những năm trước. Đây là một trong những đổi mới của ngành giáo dục được phụ huynh và học sinh đánh giá cao trong mùa thi năm nay. Nhiều năm trước, thí sinh ở các tỉnh phải đến các thành phố lớn để dự thi, dẫn tới tình trạng quá tải và gặp nhiều sự cố khiến nhiều người lo ngại. Ngoài mất nhiều thời gian di chuyển, thí sinh và các phụ huynh phải lo lắng về nơi ở, nhà trọ, lo tiền xe, tiền ăn ở. Nhiều gia đình phải vất vả chuẩn bị số tiền rất lớn cho con em đi thi. Nhưng năm nay, nhiều em học sinh thậm chí còn được thi ngay tại trường học của mình. Phụ huynh không còn cảnh phải ngủ ngoài vỉa hè chờ con đi thi, tay xách theo hành lý nơi cổng trường. Việc thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay vừa thoải mái về tâm lý, vừa tiết kiệm về chi phí đã khiến phụ huynh khá vui mừng, phấn khởi. Đi tại trường đó, nó cũng có bỡ ngỡ, không có kiểu như là đi lại thì mình thấy nó cũng tiện lợi hơn. Đặc biệt là năm nay thì các cháu cũng đã giảm bớt được cái áp lực. Thì thi trung học này cũng là một cái nền tảng để các cháu đi vào các trường đại học, không phải thi hai lần, cho nên là chú thấy là năm nay là cải cách nhiều cũng rất là tốt, và mình cũng hy vọng là nó sẽ được duy trì. Cái việc thi tại trường thì em cảm thấy nó khá thuận lợi, vì mỗi ngày em đều đi tới trường, với cái khoảng thời gian đó thì em có thể canh đúng cái thời gian mình tới trường để có thể ôn bài và làm bài thi thoải mái nhất có thể, nên cái thấy đó là một điều rất là tốt, và như vậy sẽ giúp đỡ cho phụ huynh hơn một phần nào đó. Như vậy, sau 3 kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay đã thành công tốt đẹp, đem lại không ít thuận lợi cho thí sinh. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho biết các đơn vị hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 7 tháng 7 và sẽ công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông chậm nhất vào ngày 14 tháng 7. Chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 6, hai cha con Adot và Adin ở thôn Con Đờ Bàng 2, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum đang đánh bắt cá trên sông Đắk Pla, đoạn gần cầu Đắk Pla, thì bất ngờ gặp dòng nước xoáy làm chiếc thuyền bị lật úp. Nước lớn và chảy xiết đã cuốn trôi hai cha con. Nhận được tin báo, hàng chục người dân Con Rờ Bàng và lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Kon Tum đã huy động lực lượng phương tiện tiến hành tìm kiếm phía hạ lưu. Đến khoảng 14 giờ 20 cùng ngày đã tìm thấy xác người con. Đến 10 giờ sáng ngày 25 tháng 6 tìm thấy thi thể của người cha. Đây là vụ đuối nước thương tâm thứ ba xảy ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ trong vòng 2 tháng qua. Thưa quý vị, một vụ việc thương tâm nữa cũng vừa xảy ra với một bé trai 10 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang chơi đùa tại bãi đất trống thì bị nắp cống đè lên người. Người dân đã phát hiện và hô hoán kêu cứu, đưa nạn nhân đến bệnh viện, nhưng không may cháu bé đã tử vong. Tối 24 tháng 6, Công an quận 12 đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một bé trai 10 tuổi tử vong dưới nắp cống công trình tại một bãi đất trống trên địa bàn phường Tân Thế Hiệp. Thông tin ban đầu, chiều ngày 24 tháng 6, một số người dân đi ngang bãi đất trống trên đường TTH21, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, nhìn thấy bé trai tên N, 10 tuổi, nằm bất động dưới đất, cơ thể bị một nắp cống bằng bê tông đè lên. Nhiều người hô hoán cầu cứu nâng nắp cống ra khỏi người bé trai. Gia đình bé N cách đó 100m chạy tới đưa em đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể bé trai đã được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. Một người dân cho biết tuyến đường TTH21 đang sửa chữa, nâng cấp khoảng một tháng nay. Đơn vị thi công dùng bãi đất trống để đúc các nắp cống phục vụ thi công, nhưng không có rào chắn. Thường ngày các em nhỏ xung quanh hay tìm đến đây để chơi đùa. Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thưa quý vị, đến nay thì vụ muối ở tỉnh Khánh Hòa đã qua được 4 tháng. Tuy nhiên, diêm dân Khánh Hòa hiện vẫn chưa thể sản xuất được muối do thời tiết năm nay diễn biến bất thường. Mưa liên tục làm ruộng muối bị ngập sâu và nguồn nước biển dùng để làm muối bị ngọt hóa. Đang là thời điểm chính vụ, nhưng nhiều ruộng muối ở Khánh Hòa vẫn bị ngập nước sâu từ 40 đến 50cm do những cơn mưa vừa qua. Nhiều nơi nước ngập trắng cánh đồng muối. Vụ muối 2017, tỉnh Khánh Hòa có 975 hectare sản xuất muối, nhưng có đến gần 800 hectare tập trung chủ yếu ở thị xã Ninh Hòa
chưa thể sản xuất do rụ muối bị ngập nước mưa hoặc nguồn nước biển để làm muối bị ngọt hóa, khiến diêm dân gặp nhiều khó khăn. Nguồn cung khan hiếm khiến giá muối ở Khánh Hòa tăng lên mức 1.500 đồng một kg với muối làm trên bạc, muối làm trên nền đất 1.200 đồng một kg, lần lượt cao gấp từ 2,5 đến 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Để hỗ trợ diêm dân, tỉnh Khánh Hòa đang hợp tác với các hợp tác xã sản xuất muối, 100% lãi suất vốn vay ngân hàng để đầu tư sản xuất muối kết tinh trên bạc, định mức cho vay không quá 50 triệu đồng một hecta, hạn mức vay tối đa đối với các dân không quá 250 triệu đồng, đối với hợp tác xã không quá 500 triệu đồng. Tại huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, có một ngôi làng được người dân gọi với cái tên là làng bụi. Gọi như vậy là vì suốt cả ngày cả làng đều sống trong bụi cùng với nhiều nỗi lo bệnh tật. Nguyên nhân bắt đầu từ việc thi công các tuyến đường quanh làng, song đơn vị thi công lại không có những giải pháp để hạn chế ô nhiễm bụi. Sự việc kéo dài suốt nhiều tháng qua mà vẫn chưa được xử lý khiến cho người dân trong vùng hết sức bức xúc. Hy vọng đơn vị thi công nhanh chóng có những biện pháp khắc phục tình trạng này để đảm bảo sinh hoạt bình thường cho người dân. Tiếp tục với các thông tin khác. Thưa quý vị, trong khi cả nền kinh tế đang chung tay cùng hệ thống ngân hàng xử lý nợ xấu tồn đọng, thì các ngân hàng lại liên tục đưa ra thông báo về lợi nhuận gia tăng sau 5 tháng đầu năm. Các chuyên gia kinh tế và ngân hàng nói gì về điều này? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi. Tính đến cuối năm 2016, nợ xấu của ngân hàng Sacombank là 6,81%, tương đương số dư nợ xấu tuyệt đối khoảng hơn 16.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trong năm rồi đạt 155 tỷ đồng. Sang năm 2017, ngân hàng này vừa công bố đặt mục tiêu lợi nhuận 585 tỷ đồng, tức là gấp 3,7 lần so với kết quả của năm ngoái. Trong khi đó, nợ xấu vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Kết thúc quý 1, ngân hàng Exim Bank cũng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng đột biến, gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ, đạt 170 tỷ đồng. Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2017 chạm ngưỡng 3%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn chiếm 1.262 tỷ đồng, tăng thêm 130 tỷ đồng. Theo số liệu mới nhất, nợ xấu nội bản của hệ thống ngân hàng là 2,46%. Nếu tính cả nợ xấu bán cho VAMC thì khoảng 5,81%. Nếu tính cả nợ cơ cấu thì còn lớn hơn. Lý giải về tình trạng ngân hàng báo lãi tăng trong khi nợ xấu cao, chuyên gia kinh tế Cố Văn Lực cho rằng mức lợi nhuận đó mới là tạm tính. Với quý 1 tăng ấy, thì chứng tỏ rằng là các ngân hàng cũng chưa phải là đã trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ cho toàn bộ các khoản nợ xấu, bởi vì họ mới tạm tính. Và thông thường hệ thống ngân hàng người ta sẽ trích lập dự phòng rủi ro ít nhất là phải hết 6 tháng hoặc là hết 1 năm theo cái niên khóa tài chính của bất kỳ ngân hàng nào, và quốc tế cũng làm như vậy. Tôi lấy ví dụ như là có những ngân hàng công bố 5 tháng đầu năm vừa qua lợi nhuận nhận trước thuế là khoảng độ 500 tỷ. Thế nhưng mà cái vốn chủ sở hữu của họ là 20.000 tỷ. Thì như vậy, ngân hàng này đang có hệ số sinh lời đạt được có 2,5%. Thấp hơn rất nhiều so với cái lãi suất tiết kiệm. Và như thế rõ ràng là không phải là hiệu quả. Ở một góc độ khác, các chuyên gia kinh tế cho rằng ngân hàng cũng là một loại hình doanh nghiệp. Nếu xét trung bình hiệu suất sinh lời của cả hệ thống ngân hàng trong năm 2016 là khoảng 7%, bằng với lãi suất gửi tiết kiệm trung hạn, thì lợi nhuận của ngân hàng không phải là cao so với mặt bằng doanh nghiệp nói chung. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin về sáng chế. Thưa quý vị, giờ đây việc giải các bài toán cho giáo viên và các em học sinh đã trở nên dễ dàng hơn nhờ vào ứng dụng toán học thông minh mang tên MathSolver. Phần mềm do thạc sĩ công nghệ thông tin người Việt sáng tạo và hiện đang nhận được hàng chục ngàn lượt tải, đánh giá tốt từ cộng đồng yêu toán trên thế giới. Bắt nguồn từ niềm đam mê toán học từ bé, anh Phạm Khắc Cảnh đã sáng tạo nên phần mềm trong vòng 3 năm. Sau 4 tháng thử nghiệm trên kho ứng dụng Play Store và Apple Store, đến nay MathSolver đã có gần 100.000 lượt người tải về. Phần lớn là sinh viên, học sinh từ các nước Việt Nam, Ấn Độ, Nga, Mỹ, châu Âu, một vài nước Đông Nam Á. Lúc đầu làm thì để phục vụ Việt Nam là chính, nhưng mà trong quá trình thì số lượng người nước ngoài các nước lại đào nhiều hơn. Cách thức hoạt động chính của nó là nó sẽ giải những cái bài tập đề bài toán, sau khi giải xong nó sẽ lưu lại kinh nghiệm của nó và nó sẽ giải được những cái bài khác khó hơn. Đó là cách thức chính. Thì để làm được điều đó thì cũng có sự hỗ trợ của những cái tập đề của các thầy cô của các trường trong Hồ Chí Minh. Phần mềm có giao diện đơn giản và rất dễ sử dụng. Phần mềm này có khả năng giải nhiều dạng toán khác nhau từ phổ thông đến cao cấp.
Đặc biệt, khi sử dụng phần mềm này, người dùng không chỉ tìm ra được đáp số mà còn biết được cách giải với từng bước chi tiết. Anh Cảnh cho biết, hiện vẫn tiếp tục hoàn thiện các tính năng của phần mềm, hướng đến mục tiêu phổ thông và tập trung các dạng toán phổ quát của đối tượng chính vẫn là học sinh sinh viên với lời giải chi tiết hơn. Còn bây giờ là thông tin về văn hóa. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 6, tiến sĩ Phan Thanh Hải, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, sau quá trình tìm kiếm ở khu vực dự án bãi đỗ xe đang làm gần lăng vua Tự Đức, đã tìm thấy một tấm bia đá có khắc 13 chữ Hán, nghi là bia mộ của vợ vua Tự Đức Triều Nguyễn. Tấm bia có chiều rộng khoảng 32cm, dài 67cm, bề dày 10cm, phần chút bia không bị hư hại, phía trên có khắc dòng chữ Hán, tiền triều tài nhân Cổ Giai, Lê Thị Thụy, Thục Thuận Chi Bộ, tạm dịch là mộ của bà tài nhân họ Lê, Thụy là Thục Thuận. Theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, tài nhân là danh vị của một vị phi, tức vợ thứ của vua trong cung cấm. Tài nhân Cổ Giai là bậc thấp thứ 9, cũng là bậc thấp nhất và cơ bản nhất của một phi tần Triều Nguyễn. Với những gì ghi trên tấm bia mộ cho thấy, có thể khẳng định bước đầu đây là tấm bia mộ của một bà vợ vua dưới triều đại nhà Nguyễn. Tuy nhiên, có phải vợ vua Tự Đức hay không thì cần phải xác minh thêm. Sau khi tìm thấy tấm bia mộ, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, khoanh vùng ngôi mộ bị vùi lấp. Hiện tại tấm bia vừa được tìm thấy đang đặt tại nơi được coi là huyệt mộ và tạm thời sẽ giao lại cho chính quyền địa phương bảo vệ nhằm phục vụ công tác thẩm định trong thời gian tới. Xin được chuyển sang phần tin về an ninh trật tự. Thưa quý vị, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thanh Hóa vừa cho biết đã khởi tố các đối tượng nguyên là cán bộ xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thất thoát hàng tỷ đồng của nhà nước. Theo đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Vịnh, sinh năm 1965, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Yến, khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Văn Vui, sinh năm 1957, cán bộ tư pháp xã Hải Yến, Vũ Thị Duyên, sinh năm 1986, cán bộ địa chính của xã Hải Yến, Lê Thị Luận, sinh năm 1967, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia để điều tra rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thất thoát tài sản của nhà nước. Theo kết quả điều tra, năm 2013, thực hiện quyết định số 154 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng khu C dự án lọc hóa dầu Kỳ Sơn, bốn đối tượng trên đã câu kết với Trần Văn Quân, Chủ tịch xã Hải Yến, Chủ tịch Hội đồng xác định nguồn gốc đất và hoàn giáp, cán bộ địa chính của xã Hải Yến lập hồ sơ cho các hộ dân hưởng tiền đền bù không đúng quy định, gây thất thoát hàng tỷ đồng của nhà nước. Ngày 24 tháng 6, bốn đối tượng trong nhóm cướp tài sản cùng trú tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thực hiện 31 lần cướp tài sản của lái xe container chở hoa quả từ các tỉnh phía Nam đi Hà Giang qua địa phận huyện Hàm Yên, vừa bị tổ công tác công an huyện Hàm Yên mật phục bắt giữ. Bốn đối tượng gồm Diêm Văn Khanh, Quan Văn Thắng, Ma Thành Nghiệp và Lý Văn Tình bị tổ công tác bắt quả tang khi đang dùng hung khí đe dọa cướp tài sản của lái xe Đỗ Nhật Quang trú tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tổ công tác thu giữ tại chỗ hai xe máy, một con dao dài 80cm là phương tiện các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Tại cơ quan công an, bước đầu bốn đối tượng khai nhận trước đó đã cùng bốn đối tượng khác đều trú tại xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên thực hiện 31 lần cướp tài sản của lái xe container chở hoa quả từ các tỉnh phía Nam đi Hà Giang qua địa phận huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Hiện công an huyện Hàm Yên đang tạm giữ bốn đối tượng trên để tiếp tục điều tra làm rõ. Với hành vi cho vay nặng lãi và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, bốn đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng bắt giữ, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào chiều ngày 24 tháng 6 để xử lý nghiêm trước pháp luật. Bốn đối tượng bị bắt giữ là Mông Văn Lâm, Dương Đình Sự, Nguyễn Đức Anh và Trịnh Việt Anh đều trú tại tỉnh Bắc Cạn. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan công an thu được nhiều tài liệu vật chứng liên quan như phiếu thu chi có nội dung rõ ràng về tên khách vay, số tiền và thời gian vay, sổ sách ghi chép hàng ngày, một bộ máy vi tính lưu trữ nhiều dữ liệu về hoạt động cho vay và một khẩu súng vũ khí quân dụng. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận từ tháng 2 năm 2017 đến nay đã thực hiện hành vi cho các khách vay, chủ yếu là các con nghiện đang uống thuốc methadone tại huyện Hòa An và thành phố Cao Bằng với lãi suất cao. Bước đầu, cơ quan công an xác định đây là nhóm đối tượng thực hiện hành vi cho vay nặng lãi chuyên nghiệp có tổ chức, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Mở rộng điều tra vụ án, công an huyện Hòa An cũng đã bắt khẩn cấp thêm một đối tượng quê ở tỉnh Bắc Cạn về hành vi cho vay nặng lãi.
Ngày 24 tháng 6, đối tượng Huỳnh Úc Việt sinh năm 1984 đã đến cơ quan công an tỉnh Bình Thuận đầu thú sau vụ việc dùng súng tự chế bắn chết anh Nguyễn Văn Thiên, 31 tuổi. Theo thông tin ban đầu, có thể do ghen tuông chuyện tình cảm nên Việt đã bí mật theo dõi và rút súng tự chế bắn vào đầu anh Thiên khi nạn nhân đang dừng đèn đỏ tại thị trấn Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Gây án xong, Việt vứt súng tại hiện trường rồi chạy xe về Bình Thuận đầu thú. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục để di lý nghi can về Khánh Hòa điều tra làm rõ. Trong phần tiểu mục vấn đề hôm nay, chúng tôi sẽ phản ánh về một loại hình kinh doanh đang khá thịnh hành hiện nay. Thưa quý vị, bán hàng qua mạng, nhất là đồ ăn thức uống đã dần trở thành một xu hướng được nhiều người kinh doanh lựa chọn bởi hiệu quả kinh tế mà nó đem lại là khá cao. Với ưu điểm là phục vụ mọi lúc, mọi nơi, hình thức giới thiệu quảng bá sản phẩm hấp dẫn. Thế nhưng, đằng sau những hình ảnh quảng cáo lung linh về các món ăn, liệu những sản phẩm này có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không? Điều này hiện vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Có thể thấy, người lựa chọn mua đồ ăn qua mạng bởi ưu điểm lớn nhất của đó chính là tiện lợi. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên mạng Internet, người tiêu dùng nhanh chóng có được rất nhiều phản hồi từ những người bán hàng để lựa chọn. Hàng trăm món ăn hấp dẫn, hình ảnh đẹp mắt được bày bán tràn lan trên mạng xã hội, khiến cho nhiều người không hề hoài nghi về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Nhiều khi là do thời gian và nhiệt đặt hàng qua mạng thì tiện lợi hơn nên là mình sẽ đặt hàng qua mạng. Tuy nhiên, vẫn có người tiêu dùng e dè với những món ăn trên mạng, bởi vì hầu như sản phẩm mà người mua nhận được chỉ là những món ăn, đồ uống không nhãn mác, không kiểm định. Thấy các bạn em mua về nhưng mà chất lượng của sản phẩm không được như ban đầu, hay bị thiêu rồi nhiều vấn đề khác liên quan nên em không thấy muốn mua nữa. Đây là những gói nguyên liệu để làm món trà Thái tại nhà của một người bán đồ ăn qua mạng, không nhãn mác, không hạn sử dụng, không nơi sản xuất. Cứ thế, qua quá trình pha chế, người bán hàng đã có thể hoàn chỉnh được 1,5 lít trà từ những gói nguyên liệu ban đầu. Rất thơm và bắt mắt, nhưng không ai chắc chắn chỗ trà này có đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm hay không. Hiện nay, hoạt động buôn bán thực phẩm trên mạng đang ngày càng nhiều, thế nhưng lại chưa có cơ quan chức năng nào giám sát quản lý. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhiều người bán vì lợi nhuận mà sử dụng nguyên liệu hay quy trình chế biến kém vệ sinh an toàn thực phẩm, còn người mua thì lại bị che mắt bởi các bức ảnh quảng cáo và sự chào bời đầy hấp dẫn. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Hướng tới liên thông kết quả xét nghiệm y học. Thành phố Hồ Chí Minh, trường dự bị đại học chào đón học sinh ngay trước điểm thi trung học phổ thông. Hà Tĩnh bắt 5 đối tượng quốc tịch Lào thu 40 bánh heroin và 120.000 viên ma túy tổng hợp. Cần sớm giải quyết mâu thuẫn giữa xe ôm công nghệ và xe ôm truyền thống.